các bậc phụ huynh cùng các con yêu quý. Hôm nay cô Nhung rất vui khi lại được chia sẻ với các bậc phụ huynh hướng dẫn các con kỹ năng gấp quần áo tại nhà. Để thực hiện được hoạt động này, phụ huynh cần chuẩn bị cho các con như quần áo để các con thực hiện kỹ năng gấp quần áo nhé. Bây giờ cô Nhung sẽ thực hiện kỹ năng gấp quần áo nhé. Đây là chiếc áo màu đỏ đây. Có cổ áo, tay áo, thân áo. Đây là phía trước của áo và đây là phía sau. Chúng mình cùng quan sát cô Nhung gấp chiếc áo này nhé. Muốn gấp được chiếc áo này, cô trải mặt trước của phước áo xuống. Sau đó cô dùng tay vuốt nhẹ cho phẳng chiếc áo. Hai gấu áo sẽ bằng nhau. Sau đó cô dùng tay, một tay cầm vai áo và một tay cầm gấu áo. Sau đó cô vuốt cho phẳng. Tương tự tay bên này cô cũng làm như vậy. Cô chia chiếc áo ra làm hai phần, sau đó cô gấp lại. Như vậy, chúng ta đã được một chiếc áo rất là xinh đúng không? Vừa rồi cô Nhung đã gấp xong chiếc áo này đấy. Bây giờ chúng mình quan sát xem còn cái gì trong rổ nhỉ? Cô trải quần ra này. Sau đó cô dùng hai tay, cô vuốt nhẹ cho phẳng quần này. Hai gấu quần này bằng nhau này. Sau đó một tay cô cầm cạp quần và một tay cô cầm ống quần. Cô gấp đôi chiếc quần vào. Một lần nữa cô lại vuốt thật là phẳng ra. Cô chia quần ra làm hai phần. Cô gấp đôi lại. Cô đã gấp xong chiếc quần rồi đấy. Vừa rồi, cô đã chia sẻ với các bậc phụ huynh và các con kỹ năng gấp quần áo tại nhà. Cô hy vọng rằng khi các con nghỉ dịch ở nhà, các con sẽ giúp đỡ ông bà, bố mẹ